Hi, xin chào, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cùng Nhau Kiếm Tiền. Ở video lần trước thì mình có chia sẻ cho bạn về một cái ứng dụng có tên đó là Squid Coin, ứng dụng đi bộ, và nó sẽ sinh ra cái đồng là Squid cho chúng ta ha. Và khi mà nó sinh ra cái đồng Squid thì nó sẽ chuyển vào trong cái ví là Squid Wallet. Và từ cái ví Squid Wallet này á thì các bạn có thể là chuyển lên trên sàn Bybit hoặc là cái sàn nào mà nó có giao dịch cái cặp là Squid này thì chúng ta sẽ bán ha. Thì mình đi bộ trên cái ứng dụng này á thì bây giờ với cái tài khoản mới này mình lập á thì mình đi bộ thì mình được là 11.12 đồng Swift ở bên cái app đi bộ thôi, còn nó chuyển qua bên cái ví của mình thì chỉ được có 1.27 đồng Swift thôi, là nó chỉ chuyển cho chúng ta trong 5.000 bước chân. Và cái này thì bữa giờ thì mình cũng không có đi nhiều nữa, mình bỏ rất là nhiều, hầu như là mình không có sử dụng đi nhiều trên đây ha. Và vô tình thì mình cũng nhìn thấy lại cái chức năng là rút tiền ở ở trên trực tiếp trên cái ví là Swift luôn, mà không có cần phải rút thông qua cái ví là Squid Wallet. Nhưng mà rút ở bên cái Squid Coin này á thì nó lại có một cái phần điều kiện ha. Ví dụ như ở bên cái tài khoản kia của mình á, hồi trước nó 5.000 mấy đồng Squid á, và mình thấy là nó quá là phí phạm, chả biết làm gì với lại cái đồng Squid đó hết á, thì mình cũng bấm vào trong những cái chức năng đó để mình khám phá. Thì vô tình mình thấy cái cổng rút tiền về cái ví PayPal nó vẫn còn giữ và vẫn còn mở. Nhưng mà cái điều kiện để rút tiền về trên cái ví PayPal đó thì các bạn phải chia sẻ được cho bạn bè của mình là cùng sử dụng cái ứng dụng này. Coi như cái điều kiện rút tiền á, là các bạn phải giới thiệu được cho người khác. Còn nếu mà bạn không giới thiệu được cho người khác á, thì chỉ có một trường hợp để rút được tiền thôi. Thì nó sẽ trả cho các bạn cái đồng Swift này về trên cái ví của Swift Wallet bên đây ha. Và từ bên cái ví Swift Wallet này á, thì chúng ta mới rút được cái đồng coin đi lên trên sàn và bán. Cũng khá là thấp á, tại vì bạn thấy là mình ở bên đây là 11.12 đồng Swift. Mà khi mà chuyển về trên ví này thì nó chỉ còn có 10% thôi, là còn có 1.2 thôi đúng không? Nên là nếu mà bạn nào mà thực sự mà muốn kiếm tiền với lại cái ứng dụng này á thì ngoài cái đi bộ ra thì chúng ta còn có thể là thử chia sẻ cho bạn bè của mình. Và nhiều bạn thì cũng đang suy nghĩ ông này ông nói thì dễ thôi, ông có kênh YouTube để ông chia sẻ thì dễ, nhưng mà nếu mà không có kênh YouTube thì có thể chia sẻ được không? Thì mình nói thẳng luôn á là các bạn có thể chia sẻ được, tại vì nếu mà ở trên YouTube này phải không thì các bạn có thể là không bằng cái lượt view của mình khi mà bạn chả có cái gì trên đây hết, nhưng mà với những cái nền tảng khác á thì chúng ta nó sẽ là ngang nhau. Ở đây thì mình có nguyên một cái bộ app về mạng xã hội luôn, và mình đăng những cái thông tin về những cái app kiếm tiền online lên trên đây để mình chia sẻ cho mọi người. Ví dụ như ở trong cái ứng dụng là của Gabo, mạng xã hội Gabo này đi, thì bạn cũng thấy là mình cũng đăng những cái video nè, rồi những cái bài viết liên quan đến là kiếm tiền online ở trên đây. Bạn có thể nhìn thấy mình đăng cách đây khoảng mấy tiếng trước nè, đây đăng ha, đăng rất là nhiều luôn. Đây là một cái ứng dụng thôi, và mình còn thêm lố nữa ha. Đây là những cái ứng dụng mạng xã hội các bạn có thể nhìn thấy ha. Mình sẽ mở ra từng cái mục cho các bạn xem. Với cái ứng dụng mạng xã hội của Taki này ha, thì mình cũng đăng ở trên đây. Mình đăng bài rất là nhiều luôn, nên nhiều khi các bạn cứ nói là tại vì nó có kênh YouTube nên nó chia sẻ cái gì lên người ta cũng có thể đăng ký được cho nó hết. Nhưng mà ngoài ra cái kênh YouTube ra thì mình còn sử dụng thêm những cái nền tảng khác nữa. Bạn có thể nhìn thấy ở đây mình đăng những cái bài chia sẻ về cái ứng dụng mà mình đang chơi, và mình giới thiệu cho bạn bè không chỉ ở Việt Nam mà còn ở những nước khác nữa đúng không? Thì chúng ta sử dụng tiếng Anh để chúng ta giao tiếp với mọi người. Nếu mà chúng ta không biết tiếng Anh thì cũng đơn giản thôi, các bạn sử dụng cái app là dịch từ cái tiếng Việt ra tiếng Anh á, Google dịch ha. Đây là những cái ứng dụng mà mạng xã hội mà mình tập trung vào đó để mình chia sẻ, và mình sẽ mở cho bạn thấy cái sự hiệu quả của nó ha. Đây thì mình sẽ mở cái trên cái tài khoản chính của mình ha. Thì cái ngày mà mình thực hiện cái lệnh rút cái đồng Swift này về trên cái ví của PayPal á thì đó là ngày 13 ha, và mình rút đi đó là 3.245 đồng Swift. Nó quy ra tương ứng là khoảng là 200 đô ha. Và trước đó cái trước cái ngày 13 thì bạn thấy không? Mình hầu như mình không có chia sẻ gì nhiều hết á. Thì đây là những cái mà kiểu dạng giống như là cái sự hiệu quả đến từ cái kênh YouTube á, là một ngày có được bao nhiêu đây lượt đăng ký nào không? Các bạn thấy ha. Đó. Và khi mà mình phát hiện ra được cái cổng rút rồi đấy thì mình bắt đầu tập trung mình đẩy mạnh vào trong những cái nền tảng mạng xã hội khác để mình đăng bài. Thì bạn thấy là bắt đầu mình kéo ra đúng không, được 150, 57, 62 nè, rồi 60, 40 đó, bắt đầu mình kéo đều đều lên ha. Và ngày hôm qua là được 158, hôm nay là được 116. Kể từ khi mà mình phát hiện ra cái cổng rút tiền của nó vẫn còn hoạt động bình thường ở trên cái ví của PayPal á, thì mình đẩy mạnh và mình đăng những cái thông tin về cái app này, thì bạn thấy là cái phần gọi là hiệu quả đến từ những cái nền tảng mạng xã hội khác á,
nó vượt trội hơn đúng không? Nó kết hợp chung với lại YouTube chứ không chỉ có YouTube không ha. Nếu mà có YouTube không thì một ngày chỉ có vài bạn đăng ký thôi. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái mạng xã hội khác để chúng ta có thể đăng những cái bài trên đây thì bạn thấy là nó có một cái sự thay đổi rõ rệt luôn. Và mình không chỉ sử dụng có một vài app mạng xã hội ha. Mà trên đây là bạn thấy mình đăng hầu như đây là những cái mà mình tổng hợp lại những cái mạng xã hội mà mình thường hay đăng bài trên đây để mình chia sẻ cho bạn bè ở Việt Nam có, nước ngoài có ha. Với những cái app mà của nước ngoài á thì người nước ngoài sử dụng nhiều thì mình sử dụng ngôn ngữ là tiếng Anh, còn nếu mà app mà Việt Nam chơi nhiều thì mình sử dụng ngôn ngữ là tiếng Việt. Rồi mình thì mình hay đăng bài ở trên FaceDown và mình hay ghim bài trên đây, tại vì khi mà ghim bài như vậy thì nó lên top. Các bạn biết là khi mà chúng ta bỏ ra khoảng tầm đâu 0.5 đô thôi thì các bạn có thể ghim trong vòng 24 tiếng ha. Ghim trong vòng 24 tiếng thì đây cái bạn này cũng đang ghim bài này, giới thiệu về cái dự án. Và khi cứ mở vào á, thì họ cứ nhìn thấy cái bài viết của chúng ta như vậy. Thì với cái nền tảng này á, thì đang có là 765.000 thành viên đã tham gia vào trong cái mạng xã hội này. Và đây là những cái bài viết mà mình đã đăng, hầu như là ngày nào mình cũng có đăng hết ha. Bạn thấy mình đăng rất là nhiều nè. Đó, cứ mỗi ngày là mình lên một bài ha. Trước đó thì mình chơi những cái ứng dụng khác thì mình cũng đăng những cái ứng dụng khác ở trên đây. Đây là mình đăng bài ha. Và cái này thì mình cũng không có chạy quảng cáo đâu, là mình không có ghim bài lên trên top, mà mình cứ viết xong cái bài viết xong cái mình quăng lên trên đó thì bạn thấy là cũng được 32 like nè. Mình mới đăng có khoảng tầm 30 phút thôi. Ở đây nó tương ứng là một like sẽ là một lượt nhìn thấy á, và khi mà người ta nhìn thấy như vậy á, ví dụ như họ chưa bao giờ mà biết về cái ứng dụng này thì họ sẽ bấm vào trong cái đường link và tải về, và như vậy thì mình thành công. Tại vì tải về cái ứng dụng này thì nó chỉ cần đăng ký với cái tài khoản là Gmail là các bạn đã thành công rồi. Đó là một vài thông tin mà mình muốn chia sẻ cho bạn cái cách làm sao để chúng ta có thể là chia sẻ và giới thiệu cho người khác biết về cái ứng dụng mà chúng ta đang chơi một cách hiệu quả mà không cần phải có cái kênh YouTube ha. Có kênh YouTube thì nó là cái phần thế mạnh của các bạn rồi, nhưng mà nếu không có thì chúng ta có thể sử dụng những cái nền tảng khác để chúng ta kéo cái tương tác về cho chính bản thân của mình khi mà chúng ta chơi một cái ứng dụng kiếm tiền nào đó. Rồi bây giờ thì mình sẽ chốt lại hai cái vấn đề chính cho các bạn hiểu ha. Cái vấn đề đầu tiên á, đối với những bạn mà đi bộ một mình và không giới thiệu được cho ai hết á, thì các bạn sẽ rút tiền bằng cái hình thức đó là từ bên cái ví đi bộ, cái ứng dụng đi bộ Sweetcoin này, thì nó sẽ chuyển cái đồng Sweet qua bên cái ví của Sweet. Và khi mà bạn có được ở trong cái ví của Sweet rồi đấy, thì chúng ta sẽ chuyển cái đồng coin đó về trên sàn của Bybit và chúng ta bán lấy Việt Nam đồng ra. Đó là trường hợp đầu tiên dành cho những bạn mà tự đi bộ và không có giới thiệu được cho ai. Còn nếu mà các bạn đã giới thiệu được cho bạn bè của mình thì nó sẽ trả cho các bạn một cái khoản tiền khác nữa. Và cái đồng Squid coin này á, ở trong cái ứng dụng đi bộ á, nó cũng sẽ không có bị mất đi. Ví dụ như mình kiếm được là 11.12 đồng Squid này đúng không? Và trong cái 11.12 đồng Squid này thì nó sẽ được chuyển qua bao nhiêu phần trăm để về trên cái ví của Squid coin và nó vẫn còn nằm ở đây. Coi như là chúng ta sẽ không có bị mất đi cái đồng Squid này mà nó vẫn nằm hiện diện ở đây. Và với cái đồng Squid này đấy, hiện tại bây giờ á thì trong cái ứng dụng đi bộ á, các bạn chỉ có hai cách để xài thôi. Cách đầu tiên, nếu mà bạn ở nước ngoài á thì bạn có thể là sử dụng và mua sắm những cái dịch vụ trên đây và bạn có thể thanh toán bằng cái đồng Squid. Đó là chúng ta đi bộ và chúng ta có được cái đồng coin này và các bạn sẽ sử dụng và mua sắm cái này. Còn nếu mà bạn không muốn như vậy mà bạn muốn rút tiền ra bằng cái ví PayPal á thì các bạn phải giới thiệu được cho bạn bè của mình thì khi đó nó mới mở cho các bạn cái cổng rút tiền bằng cái ví PayPal. Còn nếu mà các bạn chưa bao giờ giới thiệu được cho ai hết á thì cái cổng rút tiền á nó sẽ không có xuất hiện ở đây. Như trên cái tài khoản này bạn để ý giùm mình ha, là các bạn bấm vào trong cái phần là hình người ở đây phải không, thì ở đây nó chỉ có hai mục thôi. Mục đầu tiên đó là cái phần là challenge nè, và cái mục thứ hai đó là friend là bạn bè ha. Coi như là chúng ta chỉ có hai cái phần này thôi. Và với những cái tài khoản mà đã giới thiệu được cho bạn bè của mình á thì nó sẽ xuất hiện thêm một cái phần nữa, một cái mục khác ở đây nữa. Và khi bạn bấm vào trong đó thì bạn sẽ nhìn thấy nó mở ra cho chúng ta cái cổng rút tiền về trên cái ví của PayPal. Và đó là cái điều kiện mà để cho các bạn có thể rút được tiền ha. Và để giới thiệu được cho bạn bè của mình á thì nó cũng đơn giản thôi. Lúc nãy thì bạn cũng thấy là mình sử dụng nguyên một cái bộ app mạng xã hội đúng không? Và mình đăng bài trên đây á thì bạn thấy có cái sự vượt trội khi mà mình chỉ để cho kênh YouTube làm việc thôi á, thì một ngày chỉ được có khoảng đâu 4 đến 5 người đăng ký cái ứng dụng này thôi. Nhưng mà khi mà mình tập trung mình đăng bài trên những cái nền tảng này đó thì bạn thấy là nó có sự vượt trội lên và nó một ngày mình có thể giới thiệu được cho vài chục người luôn. Những cái công việc này thì cũng đơn giản thôi. Và với những cái ứng dụng cái app này á thì thật sự ra các bạn đăng ký cực kỳ dễ luôn. Và nếu mà các bạn cần thì có thể là mình sẽ để một cái phần tổng hợp lại những cái bộ app mà mạng xã hội trên này để cho các bạn biết và tải về ha. Cái này thì chúng ta tải về chúng ta đăng ký bằng cái địa chỉ email là các bạn chơi được hết rồi. Đăng ký mạng xã hội Facebook như thế nào thì những cái này nó cũng sẽ giống nhau như vậy ha.
Rồi bây giờ thì mình sẽ đi vào và hướng dẫn cho các bạn cái cách rút tiền ở trên cái ứng dụng là Squid Coin ha, rút trực tiếp từ bên cái ứng dụng đi bộ là Squid Coin về trên cái ví của PayPal. Với điều kiện là các bạn phải giới thiệu được cho bạn bè của mình thì khi đó nó mới mở ra cái cổng rút tiền nha. Và chúng ta xem là chúng ta đủ cái điều kiện trong cái hạn mức rút tiền nào thì chúng ta sẽ cố gắng phấn đấu ha. Còn nếu các bạn nào mà thấy giới thiệu khó quá, không có muốn làm như thế này thì thôi các bạn cứ quay trở lại và chúng ta đi bộ một cách bình thường và nó sẽ chuyển cái đồng coin về trên cái Squid Wallet và từ đó thì các bạn có thể rút ra ha, rút ra rồi chuyển lên trên sàn bán. Thì mình cũng có một cái video hướng dẫn cho bạn cái cách là rút từ cái Squid Wallet này về trên sàn Bybit á, thì các bạn có thể xem lại cái video đó ha, để biết cái cách rút tiền và chuyển lên sàn Bybit và chúng ta bán nha. Rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho những bạn mà giới thiệu được người khác và rút tiền về trên ví PayPal nha. Hiện tại trên ví này của mình thì đang có là 4.445 đồng Squid ha. Và cái này thì nó không có được chuyển hết sang cái ví là Squid Wallet để mình rút về trên sàn và bán. Thì bây giờ với cái số lượng này thì mình cũng có giới thiệu được cho bạn bè của mình. Và bây giờ thì mình sẽ tiến hành và rút ha. Thì các bạn bấm vào trong cái phần hình người ha. Thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó có một cái phần tab xuất hiện như thế này. Thì khi mà bấm vô thì nếu mà bạn xem bạn đủ cái điều kiện ở nằm ở trong cái phần nào. Như của mình ở đây á thì mình đủ điều kiện rút được là 200 USD ha. Khi mà mình rút như vậy á thì nó sẽ trừ của mình là 3.335 đồng Squid và kèm theo đó nữa là một cái số lượt giới thiệu ha. Thì khi mà bạn chưa đạt được cái số lượt giới thiệu đó thì nó sẽ không có mở cho bạn rút tiền ha. Bây giờ mình sẽ thực hiện cái lệnh bấm rút tiền và nó sẽ gửi cho mình một cái thông tin về cái địa chỉ Gmail và cái code mình sẽ lấy vào trong mail để mình tiến hành rút tiền nha. Và đây là cái code rút tiền của mình ha. Code này thì mình sẽ rút được là 200 đô. Bây giờ các bạn sẽ chọn vô trong cái phần là claim your reward chỗ này. Và đây thì chúng ta sẽ mở trên cái trình duyệt web ha. Ok thì nó sẽ xuất hiện ra một cái trang ra cho chúng ta sẽ điền cái thông tin đó để chúng ta sẽ rút tiền. Mình bấm vào start ha. Và ở đây thì nó sẽ yêu cầu mình là nhập lại cái code. Và cái code đó là nó nằm ở trong cái địa chỉ email á lúc nãy mà nó đã gửi cho bạn ha. Nếu mà bạn bấm rút tiền ở bên cái app á thì nó sẽ gửi cho bạn một code về trong mail. Và chúng ta lấy cái code đó, chúng ta mới vào trong đây chúng ta nhập được ha. Của mình lúc nãy là 2003 ha. Bây giờ thì mình sẽ tiến hành nhập cái code đó vào trong đây và mình bấm OK. Rồi mình nhập xong cái code ha, 2003 và bấm OK ha. Bây giờ thì nó sẽ dẫn đến là nó yêu cầu chúng ta đó là điền cái địa chỉ email. Địa chỉ email mà chúng ta đã đăng ký cái tài khoản Squid Coin nha. Nhớ là các bạn đăng ký tài khoản email bằng cái địa chỉ nào thì chúng ta sẽ nhập lại đúng, giống như vậy ha. Nếu mà nhập sai là nó sẽ không rút tiền được đâu. Kế tiếp nữa thì nó sẽ yêu cầu bạn là nhập cái số điện thoại ha. Thì thực sự ra cái số điện thoại này chúng ta có thể là liên kết với lại cái tài khoản Squid của chúng ta trước đó. Hoặc là có thể là các bạn không cần liên kết, các bạn cứ nhập vào trong đây ha. Và nhớ chọn mã là Việt Nam là cộng 84 ha. Sau cái bước nhập số điện thoại thì nó sẽ yêu cầu bạn là nhập cái username của cái tài khoản Squid Coin của bạn ha. Thì bây giờ bạn phải vào lại trong cái tài khoản Squid Coin của bạn xem là cái username của bạn là gì. Và chúng ta nhập vào trong đây cho nó chính xác nha. Tại vì khi mà chúng ta nhập sai á, có thể là nó sẽ hủy cái lệnh rút tiền của các bạn ấy. Đây mình sẽ vào trong cái tài khoản và mình kiểm tra ha. Cái phần A cộng phía dưới đó là cái username á. Thì các bạn sẽ nhớ là nhập đúng cái username như vậy ha. Và ở đây thì mình đã nhập xong và mình bấm vào OK ha. Và phải nhập chính xác, nếu mà cái thông tin nào các bạn không chắc chắn thì chúng ta có thể quay trở lại và chúng ta xem ha. Nếu mà ổn hết rồi thì các bạn có thể bấm vào OK. Bây giờ cái bước này là nó sẽ yêu cầu các bạn sẽ điền cái đường link giới thiệu của các bạn ấy. Mà cái đường link mà chúng ta đi chia sẻ cho bạn bè của mình tại cái ứng dụng này đấy, thì bạn sẽ copy cái đường link đó và chúng ta sẽ gửi vào trong đây ha. Và nhấn OK. Rồi nếu mà các bạn không biết á, thì chúng ta quay trở lại trong cái tài khoản và các bạn thấy cái đường link giới thiệu, chúng ta nhấn copy ha. Và ở đây thì các bạn sẽ dán vào. Nhớ ha, mình cái nào mà mình không chắc chắn á, là mình phải quay trở lại bên cái app đó, mình dán vào ha và mình nhấn vào OK. Bây giờ thì nó sẽ hỏi bạn là cái first name của bạn á, đây là họ tên ha. Thì đây mình sẽ nhập vào cái thông tin cá nhân của mình. Cái đầu tiên thì mình sẽ nhập là tên ha, và cái thứ hai này á thì mình sẽ nhập vào cái họ ha. Rồi cái tiếp nữa thì nó hỏi bạn là có sử dụng cái Instagram hoặc là một cái mạng xã hội nào hay không. Thì các bạn có sử dụng của Twitter, Facebook hoặc là YouTube thì các bạn cứ dán cái phần thông tin đó vào trong đây ha. Ở đây thì mình có sử dụng trên cái Twitter á, và mình cũng có chia sẻ những cái bài viết về cái ứng dụng là đi bộ này á cho các bạn bè của mình ở trên đó. Và cũng có gửi cái đường link giới thiệu trên đó luôn, nên mình sẽ điền lại cái thông tin ha. Cái Twitter này là cái thông tin cá nhân của bạn ha. Bạn thấy là sao cái phần dấu là sẹt á, Twitter.com á, Cao Hiền 17 á, thì đó là cái tài khoản của mình. Và khi mà click vào trong cái đường link này thì nó sẽ dẫn đến cái tài khoản Twitter của mình á. Điền xong rồi mình bấm vào OK.
Bây giờ nó hỏi bạn có sử dụng của cái mạng xã hội là YouTube hoặc là Snapchat, TikTok hoặc là Twitter gì không. Nếu mà có thì các bạn sẽ chọn vào là Yes, còn nếu không thì các bạn sẽ chọn vào là No. Thì mình nghĩ là các bạn nên chọn Yes đi nha, tại vì chọn No là các bạn giới thiệu bằng cái gì đâu. Mình phải chọn Yes ha và bấm vào OK. Bây giờ thì nó sẽ hỏi mình đó là cái tài khoản mà của cái mạng xã hội của bạn. Thì cái này á thì mình sẽ gửi cái đường link cho nó ha, gửi cái đường link. Ví dụ như bạn đang sử dụng trên cái kênh YouTube á thì bạn sẽ lấy cái đường link kênh YouTube của bạn, bạn dán vào trong đây. Còn nếu mà bạn thường hay là ví dụ bạn sử dụng những cái ứng dụng nào á của bên Twitter á giống nãy đi, thì bạn cứ lấy đúng cái đường link của cái Twitter của các bạn, bạn dán vào trong đây. Mình thì có kênh YouTube nên mình sẽ dán cái đường link của kênh YouTube vào trong đây ha. Nếu trường hợp các bạn không có cái tài khoản YouTube á mà chúng ta hay sử dụng là Facebook á thì các bạn có thể dán cái đường link Facebook cá nhân của các bạn vào trong đây luôn ha. Và kế tiếp nữa thì chúng ta sẽ chụp cái ảnh ha để chứng minh đó là cái tài khoản của bạn. Thì bạn có thể chụp hình cái tài khoản Facebook cá nhân của bạn và đưa lên trên đây, không sao hết á, miễn là trong cái cá nhân của mình á mình có đăng những cái thông tin về cái ứng dụng Switch này. Để ví dụ nhiều khi họ có vào họ kiểm tra thì họ cũng thấy là mình có giới thiệu trên cái nền tảng đó và mình đưa cho họ cái thông tin như vậy ha. Còn ở đây thì mình sử dụng trên YouTube nên bây giờ mình sẽ chụp cái ảnh của cái kênh YouTube và kèm theo đó là trong cái video mình giới thiệu về cái ứng dụng này á, thì mình sẽ gửi cho họ. Đây bạn thấy không, mình chụp như thế này ha và mình chụp mình gửi lên thôi. Nếu mà thấy ổn rồi mình bấm vào OK ha. Rồi kế tiếp nữa thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là upload một cái file. Cái file này nếu mà thực sự ra thì các bạn chụp ở cái bước kia là cũng đủ điều kiện rồi. Đến cái chỗ này á thì chúng ta có thể là nét qua luôn, nhưng mà nếu mà kỹ tính hơn và chúng ta có thể chụp lại rõ ràng cái video nào mà các bạn đã chia sẻ cho bạn bè của mình biết cái ứng dụng Switch này thì các bạn sẽ chụp lại ha. Ở đây thì mình sẽ vào trong cái video mà mình giới thiệu cái ứng dụng này và mình sẽ chụp lại luôn. Đây mình đã chụp xong rồi ha, và chụp cái video mà mình đang giới thiệu về cái ứng dụng Switch này của những ngày trước đó và mình gửi cho họ ha. Rồi bây giờ đến cái bước quan trọng nhất là nó hỏi mình đang có sử dụng cái ví PayPal hoặc là chúng ta có thể nhận tiền thông qua là chuyển khoản ngân hàng. Thì với cái chuyển khoản ngân hàng này thì mình chưa thực hiện cái lệnh bao giờ hết và sợ là nó có một sự gọi là sai lệch giữa ngân hàng của nước ngoài và ngân hàng Việt Nam, nên ở đây mình sẽ chọn là ví PayPal ha. Mình hy vọng rằng cái video sau thì mình sẽ thực hiện cái lệnh rút tiền trên ngân hàng ha. Còn bây giờ thì mình nghĩ là mình sẽ nên thực hiện rút ở trên PayPal ha. Tại vì rút ở trên ngân hàng thì nó sẽ có những cái thông tin nó yêu cầu chúng ta là phải kiểu dạng là ở quốc gia của bạn đang có sử dụng đầu OD hay không. Nếu mà có thì chúng ta nhập vào. Cái này thì mình chưa thử bao giờ hết nên cũng rất là sợ ha. Mình sẽ quay trở ra và chọn cái ví là PayPal ha, PayPal cho chắc. Và chỗ này thì các bạn chỉ cần nhập cái địa chỉ ví PayPal của các bạn vào thôi. Rồi chúng ta bấm vào Submit á. Như vậy là coi như cái quá trình rút tiền nó cũng đã hoàn tất rồi. Đến đây là cái bước cuối cùng rồi. Và tiền thì nó cũng sẽ về trong vòng là 7 ngày làm việc ha. Như bữa mình rút á, thì rút vào ngày 13 của tháng 11. Tiền nó về thì về vào ngày 19 á, của tháng 11. Như vậy thì khoảng 6 ngày là tiền nó về. Thì đó, như thế này là chúng ta đã hoàn tất ha. Và nó sẽ gửi cho chúng ta một cái thông tin về trong cái địa chỉ email. Các bạn có thể mở lại trong mail để chúng ta xem thông tin nó đã gửi cho các bạn ha. Và cách rút tiền về trên ví PayPal nó như thế này đấy. Rồi, như vậy là mình mới vừa hướng dẫn cho bạn cái cách rút tiền ha. Các bạn thấy là nó cũng rất là lòng vòng đúng không? Đi vòng vòng ha. Nhưng mà nếu mà các bạn làm lần đầu tiên á và lần sau thì chúng ta thấy nó sẽ quen tay hơn và cũng không còn cảm giác khó chịu giống như vậy nữa ha. Và nhớ là các bạn phải chia sẻ cho bạn bè của mình. Trên nhiều cái nền tảng thì các bạn thấy là chỗ nào mà các bạn chia sẻ được hiệu quả nhất thì chúng ta sẽ chụp hình cái đó để chúng ta gửi cho họ ha, kiểu giống như một dạng bằng chứng để là mình có làm việc và mình có chia sẻ cho người khác chứ không phải là tự nhiên mà đâu nó lại có ha. Thì cái nào mà nó giúp các bạn có nhiều view nhất, tương tác cao nhất á, thì các bạn sẽ chụp hình và gửi cho họ ha. Thì cái này chỉ là một cái phần gọi là thủ tục thôi chứ thực sự ra thì họ cũng không có khắt khe lắm trong cái chuyện này ha. Và khi mà rút tiền về trên cái ví PayPal này xong rồi đấy thì chúng ta có thể là thêm cái tài khoản ngân hàng vào trong đây á. Các bạn có thể liên kết tài khoản ngân hàng ha, hoặc là thẻ tín dụng Visa đó, thì chúng ta sẽ quy đổi cái đồng đô la này nè sang ra và sẽ chuyển vào trong cái tài khoản ngân hàng ha. Còn không thì các bạn có thể là bán trực tiếp cho những người mà họ đang cần cái đô PayPal để họ đi giao dịch mua bán sản phẩm gì đó, thì chúng ta bán thì cái tỷ giá nó sẽ rẻ hơn so với là các bạn liên kết tài khoản ngân hàng và các bạn rút về, tỷ giá của nó sẽ rất là cao. Rồi như vậy là trong video này thì mình đã vừa hướng dẫn cho bạn và làm sáng tỏ được là hai cái lý do ha. Hai cái lý do mà các bạn đang thắc mắc là tại sao mà có lúc thì lại là rút ở bên cái ví là Switch Wallet về trên sàn và bán. Rồi bây giờ lại sinh ra cái video là tại sao lại rút được về trên cái ví PayPal và rút như thế nào ha. Thì mình cũng đã có giải thích cho bạn rõ trong cái video này luôn rồi.
Hy vọng là các bạn xem xong và hiểu ha. Thì chúng ta có thể áp dụng thử theo cái phương pháp của mình đang làm và mình cũng sẽ làm sắp tới đây, để mà mình có thể kiếm được tiền trên cái ứng dụng là đi bộ này. Thì với cái ứng dụng đi bộ này mình thấy là rất là đơn giản và dễ dàng. Nó lại giúp cho người khác có thể là có sức khỏe ha. Thay vì chúng ta cứ ngồi ù lì một chỗ thì bây giờ có ứng dụng này vào á, thì các bạn sẽ hăng hái hơn và chúng ta có thể đi bộ được nhiều hơn. À, và nó tạo ra sức khỏe cho các bạn ha. Thì nó cũng không có mắc gì hết, nó cũng nằm ở trong đó thôi. Chúng ta đầu tư cho sức khỏe thì nó luôn là một cái đầu tư gọi là chính xác nhất. Ok, như vậy là mình sẽ dừng cái video này ở đây và hy vọng là các bạn thích cái video này của mình. Nếu mà các bạn thích video này thì các bạn hãy bấm vào đây cho mình một tim nha. Và nếu mà chưa đăng ký kênh này bao giờ thì các bạn nhớ bấm vào đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.